Ok, đây là cái thumbnail cho cái video này. Filmora 12 hướng dẫn sử dụng từ A đến Z. Thêm chữ sử dụng vào nó có vẻ hơi dài. Thôi, hướng dẫn từ A đến Z. Ok, thumbnail đây nhé. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Filmora 12 để edit video. Từ A đến Z cũng giống như các phiên bản khác thôi, mỗi khi nó bắt đầu ra đời ấy, thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng từ đầu đến cuối. Và bên cạnh đó thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái video nhỏ để chia sẻ với các bạn các cái mẹo edit video ở audio, rồi là những cái hiệu ứng đặc biệt ở trong phần mềm. Thì bản 12 này mình cũng làm như vậy. Ok. Mình hy vọng là video này nó không quá dài ấy. Tuy nhiên là nếu mà nó quá dài ấy, thì các bạn có thể xem các cái phần nội dung của video nhé, gọi là timestamp ấy, mình đặt dưới phần mô tả để cho các bạn thích thì các bạn có thể nhảy từ đoạn này qua đoạn khác. Vấn đề trước tiên là các bạn sẽ phải tải phần mềm nhé, tải và cài đặt phần mềm. Thì mình thì không giống như ở các cái kênh khác ấy, dạy các bạn đi crack đi kiểu tải phần mềm lậu các thứ. Các bạn cứ lên cái trang chủ của Filmora nhé, là filmora.wondershare.com, để các bạn ấn mở nút download để các bạn tải, sau đó các bạn cài phần mềm lên. Thế còn bạn nào mà muốn mua phần mềm ấy, mua bản quyền phần mềm để xóa logo, các bạn chú ý là phần mềm này hoàn toàn miễn phí để cho các bạn cài lên máy tính. Tuy nhiên là các bạn khi mà các bạn xuất video thì các bạn sẽ phải phải có bản quyền nhé. Có bản quyền thì bạn mới có thể xuất video mà không cần logo, chứ nó không phải là phần mềm hoàn toàn miễn phí. Thì nếu như bạn nào mua bản quyền ấy thì mình có hỗ trợ mua bản quyền với mã giảm giá là 20%. Hiện tại thì mua Filmora 11 thì các bạn có thể cập nhật lên bản 12 hoàn toàn miễn phí, không có mất tiền gì cả. Còn nếu như là bạn nào mà đã đang dùng Filmora ấy và dùng bản 9, bản 10 hay bản 11 ấy mà phải mất tiền cập nhật mà các bạn không biết cách cập nhật thì có thể liên hệ với mình theo số Zalo mình đặt ở dưới phần mô tả. Ok, đó là tải. Thế còn giá cả phần mềm ấy, thì phần mềm này có giá trọn đời là 79.99 đô nhé. Sau khi dùng mã giảm giá của mình thì còn 67.99. Hiện tại nó là 1.600.000 ấy. Các bạn có thể chuyển khoản cho mình theo số Zalo là mình sẽ hỗ trợ các bạn mua trong vòng 1 phút thôi. Còn bạn nào muốn đăng ký theo tháng, theo năm thì các bạn đăng ký ở đây. Nhưng mà khi mà các bạn đăng ký ở đây thì các bạn nhớ chú ý là bỏ cái phần Effect and Plugin này đi nhé. Tại vì nó cho bạn dùng thử 7 ngày ấy. Sau 7 ngày nó sẽ trừ bạn là 21 đô ấy, khoảng tầm hơn 500.000 ấy. Các bạn chú ý là bỏ cái phần này đi. Khi mà các bạn bỏ đi rồi các bạn có thể trả bằng PayPal hoặc là bằng thẻ tín dụng hết tùy. Ok, bây giờ sẽ đi vào phần mềm nhé. Mình sẽ mở cái phần mềm lên. Ok, đây là cái trang bắt đầu của Filmora 12 nhé. Thực ra thì nó cũng giống như là Filmora 10 hoặc là bản 11 thôi. Bạn nào mà đã quen sử dụng Filmora 11 rồi thì nó cũng y hệt như thế. Đây là trang bắt đầu nhưng không phải là giao diện chính của phần mềm nhé. Thì cái trang bắt đầu này có một số cái cần chú ý. Một là ở bên trái này các bạn có mấy cái nút quan trọng. Nút Create Project tức là tạo dự án. Thì khi mà các bạn muốn tạo một cái dự án làm video ấy thì các bạn sẽ ấn vào nút Create Project. Thế còn ở bên dưới này thì có cái Cloud Project tức là kiểu đám mây của Filmora. Khi bạn mua bản quyền thì bạn sẽ được 1 GB nhé. Bạn ấn vào đây, bạn được 1 GB server miễn phí của Wondershare. Trong cái server này thì bạn có thể chia sẻ cái dự án của bạn này, rồi những cái video hình ảnh các thứ. Sau đó là bạn đi đâu, bạn đăng nhập vào phần mềm thì bạn có thể tiếp cận được cái phần server này. Server này nó cũng rất là hay nếu như là bạn nào mà làm việc kiểu làm việc ở nhà rồi ở văn phòng rồi là đi du lịch các thứ ấy. Tuy nhiên là giá của cái phần mà mua này nó cũng hơi chát, không phải là rẻ, tức là đắt hơn Google Drive. Ở đây bạn có thể manage này, expand này, nếu bạn ấn vào expand này thì bạn sẽ đăng ký một cái gói hàng tháng đâu không mấy đô ấy. Nói chung là mình không biết nhưng mà theo mình thì nó rất là đắt. Ở dưới phần Creator Hub này là những cái hướng dẫn sử dụng của Filmora nhé. Trong đó có cái kênh YouTube của Wondershare, rồi là mấy cái kênh trên website các thứ của người ta ấy, người ta đặt ở đây. Ok, các bạn không cần quan tâm lắm. Không, xin lỗi các bạn, nói hình ngọng. Còn bên góc phải này thì bạn sẽ có cái tài khoản của bạn nhé. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn ngay từ cái cửa sổ đầu tiên này luôn. Ở đây mình có tài khoản này, expire là unlimited, tức là cái tài khoản của mình là trọn đời, không bao giờ bị hết hạn cả. Đấy là thứ nhất. Với thứ hai, đây là cái phần mà
gọi là transfer center. Khi mà bạn upload, tức là bạn tải cái gì lên cái server của Wondershare ấy, thì nó sẽ hiện cho bạn cái này, transfer center. Tại vì up lên thì phải có internet, wifi các thứ thì nó bắt đầu nó mới up lên cho bạn được. Ok, còn mấy cái này hỗ trợ thôi, các bạn không cần quan tâm, tại vì cái bọn này hỗ trợ chán. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ gì ấy, các bạn có thể liên hệ với mình sẽ hỗ trợ các bạn về phần mềm, rồi là về giá cả, rồi mua bán các thứ về phần mềm luôn, ok cũng được. Đó, thì bây giờ đầu tiên để tạo một cái dự án làm video, các bạn sẽ chọn vào đây Create Project, và sau đó bạn chọn cái tỷ lệ khung hình nhé, aspect ratio. Khi làm video thì bao giờ bạn cũng phải chọn cái tỷ lệ khung hình trước cho một cái nền tảng nào đó. Ví dụ YouTube thì bạn sẽ chọn là 16:9, Instagram và TikTok thì các bạn có thể chọn tỷ lệ là 1:1 hoặc là 9:16. Ngoài ra thì bạn có thể làm video điện ảnh, cinema các thứ ấy, thì chọn tỷ lệ là 21:9. Cái này tùy thôi. Và cái tỷ lệ khung hình này các bạn có thể thay đổi được ở bên trong phần mềm nhé. Để làm YouTube mình sẽ chọn là 16:9. Sau đó bạn sẽ ấn vào nút này, Create New Project, tức là tạo một cái dự án mới. Bên cạnh đó thì ở dưới đây bạn có mấy cái nút nhé. Filmora này có mấy cái nút này. Mấy cái nút này nó cũng là những cái chức năng hay của Filmora ấy. Một là Instant Mode, là bạn tạo video theo các cái mẫu có sẵn của Filmora. Sau khi bạn tạo rồi thì bạn có thể xuất video, hoặc là bạn đưa nó vào cái phần mà cửa sổ edit chính để bạn tiếp tục edit. Hoặc là bạn có thể dùng cái phần mềm quay màn hình của Filmora 12 để quay màn hình làm các cái video hướng dẫn sử dụng kiểu như mình ấy. Auto reframe thì nó sẽ có cái chức năng là kiểu gọi là tự chọn các cái khung hình ở trong video của bạn. Nói chung là mình cũng ít dùng cái auto reframe này. Ngoài ra thì còn cái instant cutter nhé. Instant cutter, cái này là cái mà bạn cắt video và cắt và ghép video nhanh mà không cần phải kiểu decode ấy. Tức là không cần phải giải mã cái video ra, nó rất là nhanh và nó sẽ giữ được chất lượng video gốc. Instant Cutter. Ngoài ra bạn ấn vào đây thì bạn sẽ nhìn thêm mấy cái nữa. Ví dụ ở đây có cái Silent Detection này cũng hay. Silent Detection là nó sẽ tìm ra các cái, tức là các cái phần mà câm ở trong video của bạn và có giúp cho bạn là xóa đi rất là nhanh. Thì nếu như mà bạn làm một cái video dài ấy, bạn có thể dùng tính năng là Silent Detection để xóa phần câm ở trong video. Auto Beat thì bạn sẽ đưa một bài nhạc vào nhé, đưa một bài nhạc vào và sau đó là import các cái video, tức là đưa thêm video vào thì nó sẽ tự động nó khớp theo cái beat nhạc. Đó, đấy là mấy cái tính năng chung chung thôi. Nhưng mà tất cả những cái tính năng này thì mình đều có hướng dẫn sử dụng các bạn ở trên kênh của mình nhé, các bạn có thể tìm. Ở dưới này là mấy cái dự án bạn đang làm, ví dụ là Local Project là những cái dự án mình đang làm với Filmora 12. Instant Mode là cái phần mà tạo video theo mẫu thì nó cũng lưu ở đây. Đây là phần trang bắt đầu. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong phần mềm nhé, bằng cách là ấn vào nút này nhé, New Project. Sau khi bạn ấn vào cái nút New Project, nó sẽ hiện cho bạn một cái cửa sổ edit video. Thông thường ấy, nếu mà ai đã làm quen với các cái phần mềm edit video khác thì bạn sẽ thấy cái này nó rất là quen. Ở bên này có một cái cửa sổ để xem trước, review, ở dưới này là timeline, và bên trái này là mấy cái thứ mà để bạn đưa vào phần mềm, import vào ấy. Tuy nhiên là Filmora 12 thì có một cái mới là nó sẽ cho mình tùy chọn cái layout. Ví dụ cái layout này là layout classic nhé, layout cổ điển của Filmora. Tức là Filmora 10 và Filmora 11 thì sẽ theo cái layout này. Nếu như mà bạn mới tải phần mềm xuống ấy, thì bạn sẽ bị có cái layout này nhé, gọi là default, tức là mặc định. Layout mặc định này thì nó sẽ có một cái hơi khác, đấy là cái phần dự án này, thông tin dự án và thông tin các cái video, rồi các cái thứ mà mình ấn vào bên này ấy, thì nó sẽ hiện thông tin ra bên này. Ví dụ đây là cái dự án nhé, dự án của mình là Full HD 1920x1080 và số khung hình trên dây là 25. Color Space tức là kiểu cái khoa học màu của Filmora ấy, Rec 709. Thông thường là những cái video quay gọi là standard profile, tức là quay kiểu không phải là file lock ấy, hoặc là không phải file HDR ấy, thì mình sẽ chọn là cái Color Space là SDR, Rec 709. Đó. Ngoài ra thì cái layout này nó còn mấy cái nữa. Nếu như mà bạn nào muốn làm video short thì các bạn có thể chuyển sang cái short layout, hoặc là bạn có thể chọn cái organize hoặc timeline, cái này tùy chỉnh của bạn. Thế còn bạn nào mà có hai màn hình ấy, thì bạn có thể đưa cái phần cửa sổ review sang cái màn hình thứ hai bằng cái chế độ dual mode. Tuy nhiên ở cái dual mode này ấy, thì trên máy tính của bạn phải chọn là chế độ extend nhé, tức là mở rộng. Chế độ mở rộng thì bạn mới chọn được cái dual mode này ở trong Filmora. Ok, còn mình thông thường mình sẽ làm việc với lại cái layout là classic nhé. Thì các bạn có thể làm theo mình cũng được, tại vì theo mình thì cái layout này nó dễ dùng nhất, dễ sử dụng nhất. Ok, chuyển ra layout classic. Mình sẽ nói sơ bộ về cái cửa sổ làm việc này của Filmora nhé. Trước tiên là đầu tiên ấy các bạn sẽ phải đưa cái video
hoặc là ảnh, hoặc là kiểu file nhạc, rồi là sound effect các thứ ấy vào phần mềm. Thì muốn đưa vào thì các bạn nhớ và chọn phần media này nhé. Trong cái media này nó là một cái thư viện này nó sẽ có phần là thư viện của bạn này, gọi là project media, thư viện của dự án này nhé. Ở dưới này có phần global này, global media tức là cả những cái mà bạn có thể dùng chung ấy, tức là những cái ví dụ như là intro của bạn này, outro này, nhiều nhạc nền mà bạn hay dùng này, sound effect bạn hay dùng thì bạn sẽ đưa vào phần global media. Trước đây nó gọi là share media nhưng mà bây giờ này nó chuyển thành global media. Ok, đấy là phần media. Bây giờ bạn có thể đưa vào bằng cách là bạn nhấn vào cái nút này nhé. Click here to import media. Bạn có thể ấn ở đây cũng được, hoặc là bạn kéo thả cũng được, nhưng mà theo mình thì cứ ấn ở đây cho nó dễ. Sau đó là bạn sẽ chọn tất cả các cái file video, nhạc, các thứ ở trên máy tính của bạn. Nếu mình sẽ chọn tất cả những cái file này làm mẫu, sau đó nhấn vào open, nó sẽ phần mềm nó sẽ gọi là đưa các cái file video rồi là nhạc các thứ của bạn vào trong cái phần là thư viện. Trong cái thư viện này thì bạn có mấy cái chế độ xem, ví dụ ở đây bạn có thể ấn vào đây, bạn xem này, xem theo dạng list này, hoặc là thumbnail này, tức là dạng ảnh ấy, ảnh đại diện ấy. Medium thumbnail này chẳng hạn, hoặc là bạn có thể sắp xếp nhé, ở đây sắp xếp theo theo video này, theo audio này, theo ảnh này, hoặc là theo phụ đề này. Nhưng mà thôi mình cứ đưa vào thôi, mình cứ import vào thôi, không cần phải kiểu sắp xếp gì cả. Ngoài ra thì trong cái thư viện này bạn có thể tạo thêm các thư mục. Ví dụ là nếu mà bây giờ bạn có nhiều camera chẳng hạn thì bạn có thể để đây là camera 1 chẳng hạn đấy nhé. Camera 1 này đấy. Camera 1 là bạn có cần này cái. Ví dụ sau đấy bạn tạo thêm một cái thư mục nữa, bạn đặt nó là camera 2 chẳng hạn. Cái này là tùy bạn thôi. Thì cái thư mục này bạn hoàn toàn có thể tạo ra rất là dễ nhé. Bạn có thể kích chuột phải, bạn có thể xóa cái thư mục đấy đi cũng được. Ok, đấy là mình xóa đi. Đây là phần media. Rồi sau khi bạn đã đưa các thứ video rồi ảnh rồi nhạc các thứ vào trong phần media rồi ấy, thì nếu như bạn muốn xem trước, ví dụ bạn muốn xem cái video bạn quay như thế nào ấy, thì bạn sẽ kích đúp vào nó nhé, kích đúp vào cái video, kích đúp hoặc là kích vào cái video thôi. Thì khi mà bạn xem nó sẽ hiển thị ở bên này gọi là cửa sổ preview. Thì cái preview này ấy, thì nó có mấy cái nút chức năng ở bên dưới, ví dụ nút này là nút play này, đó, tạm dừng này, tắt này. Đó. Bây giờ đây là di chuyển từng khung hình một, frame by frame, ấn vào đây, sau đấy di chuyển ngược lại từng khung hình một. Ngoài ra có cái nút này, nếu mà bạn muốn review nó to hơn ấy, toàn màn hình ấy, thì bạn ấn vào đây full screen, hoặc là bạn có thể dùng phím tắt cũng được. Thông thường mình sẽ cài phím tắt là phím F nhé, nhưng mà nếu mà các bạn mà mới dùng ấy thì có thể phím tắt nó là phím ALF nhé, ALT cộng F nhé. Thì bạn ấn F một cái nó sẽ view toàn màn hình, ấn F một cái nó quay trở lại bình thường. Đấy là phần preview. Ngoài ra thì cái chất lượng preview này nhé, bạn cũng có thể chọn được. Trong Filmora 12 thì bây giờ bạn chỉ có hai cái tùy chọn, có ba cái tùy chọn chất lượng thôi. Full quality tức là preview theo chất lượng gốc. Thế còn 1/2 quality tức là một giảm chất lượng gốc, giảm đi một nửa. Và bạn chú ý là cái chất lượng preview này thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc bạn edit video hoặc là bạn xuất bản video ra đâu nhé. Có thể mình sẽ chọn là 1/2, nếu như mà máy tính của mình mà cấu hình nó hơi yếu một tí thì mình sẽ chọn là cái quality này là 1/2 thôi, không cần phải full. Mặc dù vậy thì khi edit video thì bạn sẽ nhìn thấy, nếu như mà video của bạn nó chất lượng kém kém ấy thì nó sẽ bị hơi bị mờ mờ nhòe nhòe ấy. Tuy nhiên là các bạn không cần phải lo, miễn là các bạn nhìn được là được, là edit được. Đấy là phần preview. Ngoài ra thì ở bên dưới cửa sổ, bên dưới cùng của cái cửa sổ ấy là cái timeline. Thì cái timeline này nó giống như là một cái dòng thời gian để bạn có thể edit video, bạn đưa kể câu chuyện của bạn ấy. Ví dụ là bạn muốn đưa cái video nào xuống ấy thì bạn sẽ kéo tất cả nó xuống timeline. Đó, bạn đặt ở trên timeline thì mỗi một cái dòng này ở trong phần mềm thì nó gọi là track nhé. Đây là một cái video track, tức là một cái track video. Ở bên dưới này là cái check về audio, tức là nếu như bạn đưa cái file nhạc vào nhé, ví dụ thì mình đưa cái file nhạc này chẳng hạn nhé, file nhạc đây, ví dụ một cái file nhạc xuống thì nó có thêm một cái gọi là audio track, ở đây là video track. Và mỗi cái track này ấy, thì ở đầu nó sẽ có mấy cái nút chức năng, một là nút khóa track này. Nếu như mà bạn muốn khóa các cái track này lại để bạn nó không bị xô lệch nữa, sau khi bạn khóa rồi thì bạn không di chuyển được nó ở trên timeline nữa. Hoặc là nút ẩn đi. Ví dụ cái này là cái con mắt này là ẩn cái track này đi. Sau khi bạn ẩn rồi thì nó sẽ không xuất hiện ở phần preview nữa. Bên cạnh đó là nút tắt tiếng này. Ví dụ ở trong video của bạn có tiếng mà bạn muốn tắt đi thì nó sẽ tắt cho cả cái track này nhé. Mặc dù bạn vẫn nhìn thấy sóng âm như thế này nhưng mà nó không có audio nữa. Ở đây nó chỉ còn tiếng nhạc thôi nhé. Đó, đấy là cái track. Ngoài ra ấy, thì nếu bạn muốn thêm một cái track ở trong Filmora thì bạn nhấn vào nút này nhé, nút cộng này, thêm track này. Đó,
ấn vào đây, sau bạn chọn là Add Video Track, thêm một cái track. Mỗi một cái track video này nó sẽ đánh dấu là từ 1, 2 và đến lên đến 100. Với Filmora thì bạn có thể thêm đến 100 cái track khác nhau cơ. Ở đây bạn muốn thêm cái audio track thì bạn cũng làm như vậy, Add Audio Track này. Ngoài ra nếu mà có nhiều những cái track trống ở trên timeline ấy, bạn không muốn kiểu không muốn nhìn thấy cái track trống nữa thì các bạn có thể ấn vào đây và bạn chọn là Delete Empty Track, tức là để xóa tất cả các track này đi, xóa các cái track trống. Bên cạnh đó là bạn có thể chỉnh được gọi là chiều cao của các cái track này nhé, bằng cách là bạn nhấn vào đây, nhấn vào bên đầu của cái track này, bạn kéo lên, đây là một. Hoặc thứ hai nữa bạn nhấn vào cái nút Track Manager này nhé, ấn vào đây sau bạn chỉnh này, Adjust Track High này, Small là nhỏ, Normal là bình thường, Big là to. Ví dụ bình thường có vẻ nếu mà trên timeline của bạn có nhiều track ấy, bạn có thể chọn Small, nhưng mà mình thông thường ấy thì mình sẽ để là Normal thôi. Đó, ok, đây là về các cái track. Ngoài ra thì ở trên đầu timeline này nó có hiện là cái thanh thời gian nhé, gọi là duration. Thì thanh thời gian này ấy, thì nó sẽ quy định là giờ, phút, giây, sau đến là khung hình. Thì dự án của bạn bao nhiêu khung hình ấy thì nó sẽ hiển thị kiểu tương ứng với như vậy. Ví dụ đây là cái kim thời gian và nó đưa đến đâu, bạn đặt nó vào chỗ nào ở trên timeline ấy, thì nó sẽ hiển thị cho bạn là cái gọi là cái số thời gian của cái video đến cái đoạn này, đến cái play ahead, tức là đến cái kim thời gian. Ví dụ ở đoạn này là 14 giây 20 khung hình, 14 giây 20 frame. Đó, và bạn có thể nhấn phím tắt là phím spacebar trên bàn phím để bạn play video nhé. Thay vì bạn ấn chuột vào nút này nhé, thì bạn có thể nhấn space. Bạn có thể nhấn space nữa để tắt nó đi. Ok, đó là về timeline sơ bộ như thế. Và bạn có thể co giãn timeline bằng cái nút này nhé, gọi là zoom này. Đó, giãn timeline ra và zoom in này, co ngắn lại timeline. Và có cái nút là để bạn xem được mọi thứ ở trên timeline. Bởi vì đôi khi ấy, nếu như mà bạn zoom nó như này nhá, thì bạn không nhìn được ở phần cuối timeline ấy, thì bạn có thể ấn cái nút này gọi là view mọi thứ ở trên timeline. Ok, đó là view mọi thứ trên timeline, đúng không? Đó là về sơ bộ về cái timeline. Thế còn ngoài ra ấy, thì mỗi khi mà các bạn nhấn vào một bất kỳ một cái thành phần nào ở trên timeline ấy, thì nó sẽ hiện lên cho bạn là tương ứng với các cái nút chức năng ở đây. Ví dụ mình sẽ view mọi thứ trên timeline và mình sẽ mở cái track video này ra. Mỗi khi mà bạn ấn vào một cái video này hoặc là ấn vào một cái audio ở trên timeline thì nó sẽ hiện lên tương ứng các cái nút tương ứng ở đây nhé. Các cái nút tương ứng này của Filmora thì nó sẽ tương ứng với lại các cái tính năng. Ví dụ ở đây có tính năng là bạn chuyển sang chế độ là cắt nhanh, gọi là quick split mode. Bạn có thể nhấn chữ C cũng được, hoặc là bạn nhấn cái con dao lam này. Sau khi bạn chuyển sang chế độ này ấy, thì bạn có thể cắt video rất là nhanh. Bạn chỉ cần việc ấn này là cắt này, ấn là cắt này, đó, ấn là cắt này. Đây là cắt nhé, cắt video nhanh. Thế còn bạn muốn chuyển lại bình thường thì bạn nhấn chữ V nhé. Nó sẽ chuyển là quay trở lại là gọi là cái selection tool, hay là cái chữ V để bạn có thể chọn và bạn xóa hay là bạn làm gì đấy. Ở đây là cái kéo thì nó sẽ tương tự với cái kéo này, tức là bạn muốn là cắt video thì bạn sẽ dùng cái kéo này. Bên cạnh đó nó sẽ có nút là chuyển ngữ nhé. Cái này bạn có thể chuyển từ giọng nói của bạn sang phụ đề thì cũng được, và ngược lại nhé. Ngược lại thì bạn có thể dùng là cái công cụ là chuyển từ phụ đề sang giọng nói. Nhưng mà ở đây hai cái này ấy, nó cũng là hai cái mà kiểu thêm ở trong Filmora thôi, và bạn sẽ phải trả thêm tiền đăng ký hàng tháng để có thể sử dụng được. Còn không ấy, nó chỉ cho bạn miễn phí. Ví dụ cái tính năng này là được miễn phí 30 phút, còn tính năng mà chuyển từ phụ đề sang giọng nói, giọng tiếng Anh ấy, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc gì đấy thì bạn sẽ được 5.000 ký tự khi mà bạn mua bản quyền nhé. Ok, ngoài ra thì đây là cái nút là gọi là motion tracking, là để track theo vật thể ở trong video. Và nút này là nút crop này, nút này là sử dụng xóa phông xanh này. Đó, đây chroma key này, xóa phông xanh hoặc là xóa nền video mà không cần phông xanh, gọi AI portrait. Smart cut out này thì có thể xóa nền video và chọn nhiều vật thể ở trong trong video. Đây là chỉnh màu, color correction, và đây là nút keyframe. Bạn muốn thêm keyframe với Filmora thì bạn sẽ chọn một cái nút này, keyframe. Và nút này là cái silent detection lúc nãy mình nói ở đầu video ấy, làm nào để xóa cái gọi là cái khoảng câm ở trong video, silent detection. Cái này slide edit thì nó sẽ liên quan đến cái việc là bạn thay thế nhé. Ví dụ bạn muốn thay thế một cái media ở trên timeline thì bạn sẽ nhấn và giữ phím Alt, sau đó bạn kéo và bạn thả này thì nó sẽ thay thế cái clip ở dưới timeline. Và khi đó thì bạn chọn vào cái clip đó, bạn có thể sử dụng cái tính năng slide edit. Đó, ví dụ đây mình thay lại nhé. Ok, thay lại. Đó, sau khi thay lại rồi thì bạn sẽ ấn vào đây và bạn có thể sử dụng được cái slide edit này. Và slide edit này tức là nó cho mình là chọn cái phần để mình đưa vào thay thế.
Ok, nhưng mà mình sẽ tạm thời cancel đi. Bên cạnh đó bạn sẽ có nút thuộc tính của video hoặc là thuộc tính của cái phần bạn chọn ở trên timeline. Nút này nút edit hay là nút chính là nút thuộc tính. Khi bạn nhấn vào nút này nó sẽ mở ra thuộc tính của video hoặc là tất cả những cái ví dụ kể cả audio rồi là ảnh các thứ ấy, thì nó sẽ mở ra cái thuộc tính. Ok, bên đây thì sẽ là cái nút gọi là thêm chữ. Trong cái thêm chữ này thì có hai phần, thêm chữ bình thường và chữ 3D. Cái nút này là nút thay đổi tốc độ nhé. Tốc độ ở trong Filmora 12 nó cũng có hai phần. Một là tốc độ bình thường và tốc độ hai nữa là tốc độ thay đổi gọi là dần dần ấy, gọi là speed ramping ấy. Cuối cùng là cái phần mà kéo dài gọi là audio stretch, để kéo dài cái file nhạc hoặc là cái gọi là cái nhạc nền của bạn ấy, để kéo dài ra mà kiểu phần mềm nó sẽ tự kéo ấy, bạn không cần phải cắt và dán, gọi là audio stretch. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái tính năng nâng cao nữa, nhưng mà sơ bộ là như này. Chỉ có phần timeline là có những cái nút này. Bên này thì có mấy cái nút cũng quan trọng. Bạn có thể xem, ví dụ ở đây là cái phần render review. Nếu như là bạn mà cảm thấy máy của bạn nó edit nó bị giật giật lác lác ấy, thì bạn có thể nhấn nút này, render review. Sau khi render xong ấy thì cái timeline của bạn nó sẽ biến thành màu xanh nhé. Bạn nhìn cái màu xanh ở đây nó chạy này. Mình sẽ cancel đi. Nó sẽ biến thành màu xanh và bạn có thể review video nó sẽ mượt hơn. Bên này là cái nút marker, bạn có thể thêm marker. Ví dụ thêm marker vào đây, bạn chọn vào đây bạn thêm marker. Marker này thì nó giống như là một cái kiểu nút đánh dấu ấy. Bạn muốn đánh dấu ở cái chỗ này để tí nữa bạn quay trở lại bạn edit tiếp ấy, thì bạn thêm marker. Nút này là nút lồng tiếng nhé. Bạn muốn lồng tiếng cho video thì bạn có thể chọn nút này, record a voice over. Sau khi bạn chọn nút này, bạn chọn microphone là bạn có thể lồng tiếng được cho video, rất là dễ. Nút này là nút chỉnh nhạc. Chỉnh nhạc rồi chỉnh tiếng của toàn bộ dự án, gọi là audio mixer. Còn nút này là cái nút mà để có thể enable cái này nhé. Tức là để bật cái tính năng mà hai cái mà dính nam châm ấy, liền với nhau ấy. Và nhìn thấy cái một cái thanh màu trắng hay màu xám ở trên timeline gọi là snapping, thì nếu như bạn nhấn vào nút này nó sẽ bỏ cái thanh đấy đi. Ví dụ ở đây bây giờ bạn kéo nó không còn cái thanh nữa, đúng không? Enable timeline snapping. Bây giờ bạn bật nó lên thì khi mà bạn kéo đến đâu ấy, nó sẽ có cái thanh này nó xuất hiện để cho hai cái nó dính vào nhau cho nó dễ. Ok, còn ở đây thì nó không có gì nữa. Đấy là sơ bộ về cái gọi là chung chung mấy cái mà giao diện sử dụng phần mềm Filmora 12. Ok, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cắt và xóa video và trim video nhé. Ví dụ mình sẽ đưa một cái clip của mình xuống timeline, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ cắt video. Thì muốn cắt video ở trong phần mềm ấy thì các bạn sẽ đưa cái kim thời gian đến cái vị trí cần cắt. Ví dụ bạn thông thường mình sẽ play cái video này. Ok, ví dụ đoạn này mình sẽ cắt cái đoạn đầu này ra mà cắt bỏ cái đoạn đầu đi, bởi vì đoạn đầu mình vừa mới bật camera ấy. Thì để cắt mình sẽ nhấn cái kéo này nhé. Một là nhấn cái kéo này, hai là các bạn có thể nhấn phím tắt. Phím tắt của Filmora ấy thì các bạn có thể nhấn phím Ctrl B nhé. Mình thì mình đặt nó là phím S để cắt ấy. Sau khi cắt rồi thì bạn muốn xóa cái này đi thì bạn có thể nhấn vào cái thùng rác này để xóa. Đấy là một, hoặc là các bạn có thể chọn đây bạn nhấn phím Delete nhé. Nhấn phím delete ở trên bàn phím ấy thì nó sẽ xóa đi. Và khi mà xóa thì có hai cái xóa nhé. Một cái là xóa bình thường, một cái hai nữa là ripple delete. Ripple delete thì bạn sẽ xóa và bạn sẽ xóa luôn cái khoảng trống nó đi. Ví dụ mình Ctrl Z nhé. Ví dụ mình muốn ripple delete thì mình sẽ nhấn phím D, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ kích chuột phải này. Sau đấy và mình sẽ chọn là ripple delete này. Các bạn nhìn đây này. Đây là xóa video và xóa luôn khoảng trống thì gọi là ripple delete. Đấy, các bạn nhìn thấy nó vừa xóa xong nó sẽ kéo video, kéo tất cả các thứ, mọi thứ từ bên phải sang bên trái. Đấy là ripple delete. Ok, đơn giản đúng không? Ví dụ bây giờ mình muốn cắt ở chỗ này chẳng hạn, bây giờ mình sẽ nhấn phím tắt là phím S hoặc là phím Ctrl B, đó mình sẽ xóa phần này đi. Đó là làm nào để xóa. Thế còn nếu như các bạn muốn trim video nhé, trim video thì là các bạn có thể thu ngắn hoặc kéo dài cái video nó ra ấy, gọi là trim T-I-M nhé, T-R-I-M nhé, trim. Thì để mà trim thì các bạn sẽ nhấn và giữ chuột vào cái mép của video nhé, sau đó các bạn có thể kéo nó dài ra. Đây là kéo dài video. Thế còn bạn muốn trim ngắn nó lại thì bạn có thể kéo như này, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ để bạn bật thêm một cái video khác ở trên timeline, đúng không? Để thêm một cái video khác thì mình sẽ đưa cái con chuột về cuối cái video này bằng cách là bạn nhấn phím Shift cộng N nhé, để đưa về cuối. Sau mình sẽ đưa một cái clip khác, ví dụ mình sẽ đưa một cái clip này. Clip mình đang xem phim chẳng hạn, thì mình sẽ nhấn vào cái dấu cộng này để đưa nó xuống timeline. Bây giờ mình sẽ có hai clip ở trên timeline nhé. Sau khi có hai clip ở trên timeline rồi, nếu như bạn muốn thêm chuyển cảnh nhé, thêm chuyển cảnh vào giữa hai cái clip này ấy, thì bây giờ các bạn sẽ đi đến cái gọi là
thư mục gọi là transition nhé. Transition là chuyển cảnh nhé, thêm chuyển cảnh. Bạn nhấn vào transition. Trong phần transition này nó sẽ chia ra nhiều thư mục nhỏ. Trong mỗi cái thư mục nhỏ này ấy, thì nó sẽ có các cái chuyển cảnh mà các bạn có thể dùng. Tất cả những cái chuyển cảnh này đều hoàn toàn miễn phí nhé. Một khi các bạn tải lên là các bạn có thể dùng được nhé. Trừ những cái chuyển cảnh mà có cái nút kim cương hồng này là các bạn không dùng được. Khi mà các bạn kéo xuống ấy thì nó sẽ yêu cầu bạn là phải mua thêm, lại phải đăng ký thêm, mất thêm tiền. Nhưng mà nói chung mình không thích lắm, nhưng mà thôi. Các bạn cứ chú ý không dùng là được. Trending này, new này. Nói chung là một cái thư mục bên này họ thay đổi rất là nhiều. Đơn giản là mỗi khi mà các bạn muốn tìm transition ấy, thì các bạn nhớ là vào transition sau đó các bạn tìm cái chuyển cảnh bạn cần nhé. Khi mà các bạn tìm được cái chuyển cảnh bạn cần rồi ấy, thì các bạn phải tải nó xuống. Sau khi tải nó xuống thì các bạn có thể dùng. Ví dụ ở đây trong phần Fade and Dissolve này mình có cái chuyển cảnh này. Chuyển cảnh Dissolve là mình muốn dùng cái này thì mình có thể kéo mình thả nó giữa hai cái clip ở trên timeline. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là mình có thể ấn cái dấu sao này để đưa nó vào cái mục ưa thích của mình nhé. Khi bạn ấn vào cái dấu sao này thì nó sẽ đưa vào cái phần này thư mục My nhé, là của tôi. Trong cái của tôi này thì có mục ưa thích này. Trong cái mục ưa thích này sẽ có cái Dissolve này. Thì lần sau thì các bạn chỉ việc vào cái phần mục ưa thích này thôi. Chứ còn nó sẽ dễ hơn là so với việc là các bạn kiểu phải vào transition để các bạn tìm thì nó hơi bị mệt. Còn đây là cái chuyển cảnh. Đó, rất là đơn giản. Thế còn nếu như mà bạn muốn điều chỉnh cái độ dài của chuyển cảnh chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhấn đúp vào cái chuyển cảnh ở trên timeline nhé. Kích đúp vào đây. Sau các bạn có thể chọn là prefix là kiểu chuyển cảnh xảy ra ở clip số 1. Overlap là xảy ra ở cả hai clip. Hoặc là postfix là xảy ra ở clip sau. Thông thường ấy là sẽ là overlap nhé. Và ở đây là phần duration, tức là phần độ dài của chuyển cảnh. Ở đây nó đang là 0.2, tức là 2 giây. Bạn có thể nhập vào đây là 0.1 giây cũng được. Sau bạn kích vào OK. OK là được nhé. Nếu mà bạn có nhiều chuyển cảnh ở trên timeline thì bạn có thể nhấn vào nút này Apply All, tức là nó sẽ áp dụng cái độ dài của chuyển cảnh cho tất cả các cái chuyển cảnh ở trên timeline. OK, mình sẽ nhấn vào OK. Đó là cách là làm nào để thêm chuyển cảnh, rất là đơn giản. Đó, ví dụ mình có thể thêm một cái clip khác chẳng hạn, thêm một cái clip nữa, đúng không? Media, thêm một cái clip này. Đó, và mình có thể đi vào transition, thêm một cái chuyển cảnh khác. Và phần transition warp này chẳng hạn, warm hole, OK. Kéo bạn tải nhé, bạn tải và bạn kéo và bạn thả nó xuống giữa hai cái clip để thêm chuyển cảnh, đơn giản như thế thôi. Bây giờ cái này nó dài hơn cái này nhé. Nếu như bạn muốn chỉnh cái độ dài, bạn cũng có thể kích vào cái chuyển cảnh ở ngay ở trên timeline và bạn giữ, sau bạn kéo nó ngắn lại cũng được. Ví dụ ra. OK, đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để thêm chuyển cảnh. Thế còn nếu như là các bạn mà muốn thêm những cái hiệu ứng đặc biệt để cho video ấy, thì các bạn cũng làm tương tự nhé, cũng phải kéo và thả nhé. Ví dụ ở Filmora thì nó có rất là nhiều các cái hiệu ứng cho video, và Filmora 12 thì nó nói chung là càng ngày càng nhiều. Đơn giản là các bạn cứ tùy, các bạn cứ sử dụng và các bạn sáng tạo thoải mái. Thế nếu muốn thêm một cái hiệu ứng video cho cái video của bạn nhé, thì các bạn sẽ đi vào tiếp vào phần effect nhé. Effect nó gọi là hiệu ứng. Sau khi các bạn vào effect rồi thì các bạn cũng phải tìm, tương tự như cái phần transition. Ví dụ ở đây video effect này mình có thể chọn này. Sau đó chọn chế độ gọi là glitch này. Trong cái click này thì mình có thể chọn cái này mà mình kéo đây. Ví dụ bạn có thể đặt hiệu ứng ở trên video của bạn cũng được nhé. Hoặc là cái cách thứ hai là bạn có thể đặt cái hiệu ứng vào trực tiếp vào trong video. Ví dụ bạn kéo bạn thả trực tiếp vào trong video cũng được. Ví dụ đây là hiệu ứng này. Đó là làm cách nào để thêm hiệu ứng. Thế còn nếu mà bạn muốn điều chỉnh cái hiệu ứng ấy, thì bạn có thể nhấn đúp vào cái hiệu ứng ở trên timeline nhé. Ví dụ mình có thể nhấn đúp vào cái hiệu ứng này, sau đó mình có thể chỉnh được, ví dụ cái tần số của cái click này bạn chỉnh ở đây. Đấy là một. Bạn có thể thêm keyframe cho hiệu ứng của bạn cũng được. Ví dụ bạn thêm một cái keyframe ở đây, bạn kéo lên đây. Bạn kéo cái kim thời gian chứ nhầm. Bạn kéo kim thời gian lên đây, sau bạn chỉnh cái tần số, ví dụ bạn giảm hết tần số đi. Đó, nó thêm cho bạn là cái keyframe ở đây, kích vào OK, đây là cái hiệu ứng nhé. Đó, hết. Đúng không? Còn nếu như mà hiệu ứng của bạn ở trong video ấy, thì các bạn sẽ nhấn đúp vào cái video, sau các bạn đi tiếp vào phần effect nhé, hiệu ứng. Trong cái effect này thì bạn có thể điều chỉnh ở đây, cũng thế thôi.
Đó, tương tự như thế, và bạn có thể thêm keyframe cho hiệu ứng của bạn. Ok, đấy là làm nào để thêm hiệu ứng. Thế còn ngoài ra thì các bạn có thể thêm những cái sticker rồi những cái kiểu overlay ấy, lên video. Thì bây giờ ở trong Filmora 12 ấy, thì nó sẽ ở phần sticker này nhé. Trong cái sticker này thì bạn sẽ tìm tìm những cái overlay rồi những cái hiệu ứng gọi là kiểu chèn lên trên video ấy, để bạn có thể dùng. Ví dụ cái này là Yellow Energy hoặc là cái mũi tên này chẳng hạn. Đầu tiên bạn sẽ phải tải nó xuống nhé. À, bạn sẽ tải nó xuống, và sau khi bạn tải rồi thì các bạn có thể kéo và bạn thả xuống timeline. Ví dụ mình sẽ thả cái này, đó, cái mũi tên này chẳng hạn, em mình có thể play này. À, rất là đơn giản đúng không? Hoặc là ví dụ mình muốn dùng cái cánh này chẳng hạn, mình có thể kéo cái cánh này xuống. Ok, đây là cái cánh. À, và mình có thể nhấn vào cái cánh này nhé để mình thu nhỏ nó lại. À, hoặc là đặt bất kỳ đâu mình thích. Ok, đấy là gọi là sticker. Ui, nói nhiều quá. Mệt quá các bạn ạ, nói mãi mà kiểu như là đi được 1 phần 3. Ôi, mệt đấy, hơn 30 phút rồi. À, ok, à, bên Filmora nó vừa thông báo là nó mới ra bản chính thức của bản 12 ở trên website nhé. À, như ở đầu video thì các bạn vào vẫn là Filmora 11, nhưng mà hiện tại đã lên Filmora 12 rồi. Các bạn có thể tải ở đây nhé, ấn nút free download này, hoặc là các bạn nâng cấp lên thì ấn upgrade now nhé, ở chỗ này nhé. Và trên cái trang chủ của Wondershare này còn có cả mặt mình luôn, đây mình chỉ cho các bạn xem. Ok, đây nguyên một mục luôn, ở trong này có bốn ông là chuyên dạy Filmora ấy. Đây là mặt mình ấy. Đó, 1 2 3 4 này, bốn ông này. Đây mình là ông số 1 luôn, đứng cái đầu luôn. Các bạn lên nhìn thấy mình à? Bạn nào nhìn thấy mình thì comment ở bên dưới cho mình xem mình biết nhé. Ok, tiếp tục. Ok nhé, đây là mấy cái mà element rồi các thứ ấy. Nói chung là túm lại là những cái element này ấy, nó là mấy cái video. Đâm ra là các bạn cứ tải về là các bạn có thể thêm vào trong video của bạn hay tùy chỉnh. Thêm vào sau kết hợp với cái tính năng gọi là motion tracking các thứ ấy. Đưa vào nó sẽ ok. Đó phần element. Thế còn bây giờ một cái mà các bạn rất là hay dùng ấy, đấy là cái tính năng gọi là thêm chữ vào video. Thì nếu như các bạn muốn thêm chữ vào video ở Filmora 12 thì các bạn sẽ có hai cách nhé. Mình sẽ xóa hết cái element và cái effect này đi. Ví dụ bạn muốn thêm chữ thì bạn sẽ đưa cái kim thời gian đến cái vị trí mà bạn cần thêm chữ. Sau bạn nhấn vào cái nút này nhé, Quick Text này. Bạn có thể thêm một cái chữ bình thường, không có mẫu gì cả, thì bạn chọn là Quick Text. Ấn vào đây, nó sẽ thêm cho bạn một cái hộp chữ ở trên video. Hộp chữ này nhờ, các bạn nhớ là các bạn phải đặt ở trên video thì nó mới hiện ở đây nhé. Sau khi bạn thêm vào rồi thì các bạn có thể sửa cái chữ. Ví dụ ở đây mình sẽ sửa là e-learning chẳng hạn, supporter chẳng hạn. Các bạn có thể đổi phông, đổi viết các thứ ở đây cũng được. Ví dụ mình chọn đại nó một cái phông khác. Sau đó bạn có tăng kích thước của chữ lên, ví dụ 48 chẳng hạn. Ngoài ra thì bạn có thể nhấn vào đây và bạn chỉnh nó ở trên này, đưa nó ở trên video. Đây là cách thứ nhất để các bạn có thể thêm chữ vào trong video với Filmora 12. Ở dưới này thì có thêm mấy cái phần format ấy, bạn có thể chọn các cái preset cho nó. Ví dụ Work Art Format này, bạn có thể chọn cái này để đổi các cái kiểu màu mè rồi là viền bổng các thứ của cái chữ. Nếu như bạn muốn thêm hiệu ứng cho chữ thì bạn chọn vào Animation nhé. Trong cái Animation bây giờ Filmora 12 này nó sẽ rất là to, thì kiểu to này nó dễ dùng, tức là dễ nhìn. Ví dụ cái này chữ nó xoay này, bạn nhấn vào đây để apply. Đó, đây play. Đó, chữ nó bay vèo ra. Thế còn nếu như bạn muốn tùy chỉnh thêm thì các bạn sẽ nhấn vào phím Advanced này nhé. Nhấn vào Advanced nó sẽ có một cái cửa sổ mới để các bạn có thể tùy chỉnh chữ, customize, thêm viền, thêm bóng, rồi là kiểu thêm nhiều viền, đổi màu chữ các thứ ở đây. Animation ở đây thì cũng như thế thôi. Đó là sơ bộ về thêm chữ, thêm chữ bình thường. Thế còn nếu mà bạn muốn sử dụng các cái mẫu chữ có sẵn ở Filmora nhé, bởi vì nó rất là nhiều, thì các bạn sẽ đi vào phần title nhé. Trong phần title, ở title này thì các bạn sẽ chọn được rất là nhiều mẫu nhé. Ở đây nó có, nói chung là rất là nhiều. Nó thường nó sẽ kiểu càng ngày nó càng ra nhiều, nhưng mà ở đây nó sẽ chia làm hai dạng nhé. Một dạng là kiểu title mà mẫu title mà chỉ có chữ không, chữ có animation không. Ví dụ như là title 33 này chẳng hạn, thì bạn chỉ nhấn vào đây, bạn kéo và bạn thả xuống timeline thôi. Đó, thì nó sẽ có ra cái title như thế này. Thế còn cái loại thứ hai là nó có title, nó kèm chữ và kèm theo cái video làm nền. Ví dụ như cái này chẳng hạn. Đó, hoặc là cái này. Thì bạn cũng kích đúp vào nhé. Chữ video làm nền ấy, thì khi mà bạn đặt nó ở trên video của bạn thì video của bạn nó sẽ bị che mất nhé. Neon Opener, bạn cũng có thể kéo bạn thả xuống timeline thôi.
À, rất là đơn giản đúng không? Đây là làm nào để thêm chữ, thêm mở đầu, kiểu làm cái giới thiệu kênh các thứ. À, còn nếu như mà bạn muốn thêm một cái chữ 3D với Filmora 12 thì cũng được nhé. À, cũng ở trong phần title này thì các bạn chọn tiếp phần title. Trong title này bạn chọn tiếp là 3D, 3D title, tức là kiểu mẫu chữ 3D, sau bạn kéo bạn thả nó xuống. Cứ thả nó xuống timeline thôi, đã được một cái kiểu chữ 3D. VFX effect rất là đẹp. Nếu bạn muốn là sửa cái này thành tên kênh của bạn các thứ thì bạn kích đúp vào. À, và e-learning supporter. À, ví dụ như thế. À, sau đấy các bạn có thể quay trở lại phần basic này, bạn đổi cỡ chữ, ví dụ đây là 120 thôi chẳng hạn. À, enter, và mình có thể đổi các cái màu chữ 3D khác hoặc là cái kiểu chữ 3D khác ở chỗ này cũng được. Đó, đơn giản như thế thôi. Và bạn có thể đi vào phần hiệu ứng của chữ 3D. Trong hiệu ứng của chữ 3D thì chỉ có hiệu ứng vào và hiệu ứng ra thôi. Hiệu ứng ra thì nó đơn giản như này thôi, còn đây là hiệu ứng vào. Bạn có thể thích, bạn có thể kích đúp và bạn chọn đây hiệu ứng vào. Và bây giờ mình sẽ chọn cho cái hiệu ứng ra là zoom away rotate gì đấy. Sau kích vào OK. Đó, ra một cái chữ 3D. OK, thêm chữ này đơn giản như thế thôi. Còn nếu như các bạn bây giờ ví dụ ở trên timeline của bạn, bạn có video mà bây giờ bạn muốn thêm nhạc vào, bạn chỉnh sửa audio các thứ ấy, thì bạn quay trở lại phần media nhé. Trong phần media này, ví dụ bạn muốn dùng một cái bài nhạc nào nhé, thì bạn sẽ phải kéo nó vào, tức là bạn sẽ đưa nó vào, import nó vào cái phần thư viện. Sau đó từ cái thư viện này bạn sẽ kéo, bạn thả nó xuống, thả xuống ở trên timeline. Bây giờ là video này của mình là có bài nhạc, ví dụ mình sẽ tắt tiếng của này đi. Đây là bài nhạc. Cái bài nhạc này thì bạn muốn chỉnh to nhỏ thì bạn sẽ có một cái thanh màu trắng đây nhá, hoặc là màu xanh. Thanh màu xanh này bạn nhấn vào đây, bạn kéo bạn chỉnh xuống. Đây là chỉnh nhỏ nhạc đi nhá, hoặc cho to lên nhá. To nhỏ là bài nhạc này. Hoặc là nếu bạn muốn cho cái hiệu ứng gọi là fade in fade out ấy, là kiểu to dần hoặc bé dần ấy. Fade in thì bạn nhấn vào cái nút này, nút màu xanh này, bạn kéo bên trái. Đây là fade out này. À, fade out bạn cũng kéo bên trái, nó sẽ kiểu nhạc của bạn nó to dần lên. Đó là nhạc. Thế còn nếu như là bạn muốn là chỉnh tiếng ở trong video chẳng hạn. Ở đây là một cái video, ví dụ video này có tiếng chẳng hạn nhé. Bây giờ bạn muốn là tắt tiếng đi nhé. Ví dụ mình tắt bài nhạc này đi nhé. À, bạn muốn tắt tiếng của video nhé. Bạn muốn tắt tiếng của video thì bạn sẽ kích chuột phải vào video. Sau bạn chọn là mute nhé. Mute là tắt tiếng. Và nếu như là bạn muốn kiểu tách cái tiếng khỏi cái video thì bạn sẽ kích chuột phải và bạn chọn là detach audio. Detach audio, sau khi mà bạn tách ra ấy, thì nó sẽ có thêm một cái track nữa. Và bạn có thể xóa cái track này đi. Và bây giờ video của bạn không có tiếng gì cả. Đó, đơn giản đúng không? Nhấn Ctrl-Z. Ctrl-Z là phím undo nhé. Bây giờ ví dụ trong cái video này của bạn mà mình quay chẳng hạn, mình thì mình không nói gì cả, nhưng mà ví dụ bạn có tiếng gió, tiếng rít các thứ ấy, thì bạn cũng có thể xóa ổn môi trường với cái phần mềm Filmora 12 bằng cách là bạn kích đúp vào cái video, sau bạn chọn tiếp phần audio. Trong phần audio này ở bên dưới này nó sẽ có cái phần denoise nhé. Denoise là có xóa độ ồn môi trường ấy. Trong cái denoise này nó có mấy cái, một cái là xóa kiểu xóa tiếng gió này, hoặc là xóa tiếng gọi là tiếng ù của môi trường ấy, hoặc là bạn có thể dùng cái gọi là AI, tức là trí tuệ nhân tạo để tìm cái giọng nói của bạn trong video và bạn xóa tiếng ồn môi trường. Tuy nhiên là mình sẽ làm một cái video riêng về cái việc mà là kiểu xóa tiếng ồn môi trường ấy, bởi vì nó không đơn giản là chỉ nhấn mấy cái nút này là nó sẽ xóa được tiếng ồn môi trường đâu, bởi vì nó còn liên quan đến việc là bạn thu âm này, xong đấy bạn có phải tùy chỉnh nữa, chỉnh cái bộ EQ nữa. OK, đấy là mấy cái thứ về audio. Thế còn đôi khi các bạn làm video ấy, thì có một cái hiệu ứng là các bạn rất là hay dùng đấy, là kiểu làm chậm ấy, slow motion, hoặc là tua nhanh video ấy. Thì để mà tua nhanh hoặc là làm chậm video với Filmora ấy, thì các bạn sẽ kích đúp vào cái video nhé, nhấn đúp vào cái video, sau bạn chọn tiếp là phần speed nhé, tốc độ. Đây là cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai ấy, thì là các bạn chọn vào cái video, sau các bạn chọn cái đồng hồ này. Trong cái đồng hồ này bạn sẽ chọn vào đây, sau đó bạn chọn là uniform speed, tức là kiểu điều chỉnh tốc độ bình thường, không phải là speed ramp, không phải là tăng giảm dần dần ấy. Ấn vào uniform speed, sau đó bạn sẽ nhập vào đây. Ở cái ô này nếu như đây là 1 là 100% tốc độ nhé. Thế còn nếu như bạn muốn tua nhanh thì bạn sẽ nhập vào 5, 10 hoặc là 15 hay là gì đấy. Ví dụ ở đây là tua nhanh 5 lần, bạn kích vào OK thì cái video này nó sẽ tua nhanh 5 lần nhé. Sau đó bạn phải render cái timeline đi để cho nó kiểu nó mượt ấy. Chứ còn mỗi lần mà thay đổi tốc độ, thêm hiệu ứng các thứ ấy, mà bạn không render cái timeline ấy, thì nó sẽ kiểu giật ấy, rất là khó chịu. OK, ví dụ đây là video tăng tốc độ lên 5 lần.
Để mình tắt cái tiếng đi, tắt tiếng đi nhá. Các bạn nhớ là nếu như mà các bạn tua nhanh hoặc làm chậm thì nhớ tắt tiếng đi, không thì nó sẽ bị xoẹt đấy. Đó, rất là nhanh. Thế còn nếu bạn muốn làm chậm thì bạn làm ngược lại, các bạn cũng thể kích đúp ở đây, sau đó bạn đi đến phần speed, sau đó bạn giảm ở đây. Ở đây là một là 100%, bây giờ muốn giảm nó 0.5 chẳng hạn, tức là giảm đi một nửa, các bạn sẽ nhấn vào OK. Đó, đây là làm chậm nhé. OK, đấy là làm chậm. Thế còn nếu như các bạn muốn tua ngược video ấy, thì các bạn cũng kích đúp vào video, sau đó cũng đi đến phần speed. Ở đây nó có cái chữ reverse speed, tức là kiểu tua ngược ấy. Các bạn có thể nhấn vào đây. Nhấn vào đây thì nó vừa làm chậm, nó vừa tua ngược luôn. Các bạn kích vào OK. Đó, như này. OK, đấy là điều chỉnh tốc độ của video. Còn có một số bạn hỏi là xóa phông xanh thì nó có khác gì không? Thì thực ra thì nếu mà bạn muốn xóa phông xanh ở Filmora 12 ấy, thì nó cũng giống như là Filmora 10 và Filmora 11 thôi. Nhưng mà nếu mà để cho bạn nào mà không tức là không dùng các cái bản cũ ấy, thì nếu như là bạn muốn xóa phông xanh ở trong phần mềm Filmora thì các bạn sẽ đưa cái video phông xanh vào nhé. Ví dụ ở đây mình có một cái video phông xanh này. Ví dụ này, mình sẽ đặt ở đây nhé. Đặt một cái track này. Ở đây có một cái cậu này. Đó. Để xóa phông xanh thì các bạn sẽ chọn vào video, sau đấy các bạn sẽ nhấn vào cái nút này, gọi là nút AI Matting Tool, ấn vào đây. Sau bạn chọn tiếp là Chroma Key nhé. Sau khi bạn chọn Chroma Key thì nó sẽ tự động nó xóa phông cho bạn nhé, xóa luôn cái phần màu xanh. Thế còn nếu như mà nó không xóa thì các bạn có thể ấn vào cái bút chọn màu này nhé. Ấn vào bút chọn màu này, sau bạn chọn cái phần màu xanh ở trên đây. Ví dụ mình sẽ reset cái này lại nhé. Ví dụ reset lại cái Chroma Key này, tắt nó đi này. Đó, bây giờ bật nó lên. Sau đấy bạn sẽ chọn một cái bút này. Bạn chọn vào cái bút này và bạn sẽ chọn một cái vùng màu xanh ở trên video của bạn để bạn xóa. OK. Sau khi chọn rồi, nếu như mà nó chưa sạch ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh hai cái thông số này, offset hoặc là tolerance này nhé, hoặc là viền. Cái này tùy bạn thôi, tùy chỉnh. Các bạn có thể chỉnh, tại vì mỗi một cái video phông xanh thì nó lại có chất lượng khác nhau ấy. Đâm ra là bạn cần phải chỉnh những cái thông số này. Sau bạn nhấn vào OK. Ví dụ bây giờ bạn muốn thay cái này nhé, thay cái nền của video này bằng một cái video khác nhỉ? Ví dụ bằng cái ảnh của mình nhé, mình đặt cái ảnh của mình xuống dưới. Đấy, thì bây giờ là có cái video phông xanh ở bên trên này. Rất là đơn giản đúng không? Đó, bây giờ có thể play. OK, đấy là xóa phông xanh. OK, về cơ bản thì các bạn chỉ cần hiểu những cái kiểu tính năng như thế là các bạn có thể edit được một cái video rồi với Filmora rồi. Cũng không cần phải biết những cái tính năng kiểu nâng cao, nâng kia các thứ cả. Thế còn nếu như mà sau khi các bạn edit video rồi ấy, thì các bạn muốn xuất bản video thì các bạn nhớ nhấn vào nút này nhé, gọi là nút export nhé. Trước khi export thì các bạn sẽ phải đăng nhập vào cái gọi là cái phần mềm, đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau bạn nhấn vào export. Thì ở trong phần export này có mấy cái thông số bạn cần nhé. Ví dụ bạn làm YouTube thì bạn nhấn vào MP4 nhé. Thế còn nếu bạn nào mà muốn kiểu vừa xuất bản vừa kiểu up lên YouTube luôn ấy, thì các bạn chọn là YouTube. Nhưng mà theo mình thì không nên dùng cái tính năng này, bởi vì nó sẽ kiểu liên quan đến cái tài khoản YouTube của bạn ấy, rất là phiền. Bạn chỉ chọn cho mình là local ấy nhé. Sau đấy chọn là MP4. Ở bên này bạn đặt tên cho nó nhé. Ví dụ ví dụ 1 này. Sau bạn chọn một cái nơi để lưu ở trên máy tính của bạn. Mình sẽ lưu ví dụ ở phần desktop này chẳng hạn. Bạn select đây. Sau bạn nhấn tiếp vào phần setting này nhé. Trong cái setting này thì có mấy cái thông số bạn cần quan tâm nhé. Một là cái phần bitrate này nhé. Bitrate thì thông thường ở Filmora 10, Filmora 11 ấy, thì nó chỉ có cái bitrate cố định thôi. Còn bây giờ nó có thêm cái bitrate biến thiên nữa. Nhưng mà thông thường các bạn không cần đâu. Các bạn cứ chọn cái bitrate cố định này thôi, để cho cái chất lượng video nó luôn luôn kiểu luôn luôn tốt ấy, chứ nó không cần phải tối ưu theo cái dung lượng cái file ấy. Nếu mà bạn chọn biến thiên thì cái file của bạn nó sẽ nhỏ hơn một tí, nhưng mà thôi. Nếu như mà bạn nào mà edit video thì chắc bạn có nhiều chỗ chứa kiểu dung lượng ấy, thì không cần, cứ chọn constant thôi. Tức là chọn cái gọi là bitrate cố định thôi. Sau đó bạn tăng cái bitrate này lên khoảng 20.000 này. Phần compression nhất là cái phần nén, chất lượng nén thì các bạn có thể để không, tức là không chọn, hoặc các bạn sẽ để high nhé, đừng chọn low. Nếu mà chất lượng nén mà kiểu thấp ấy, thì cái video nó sẽ ra cái video nó không được chất lượng cao. Sau bạn nhấn vào apply. Đó, đơn giản thế thôi. Và sẽ bạn nhấn vào đây là để export, để xuất bản video. Sau khi xuất xong ấy, thì video nó sẽ kiểu có chuông báo, hoặc là bạn có thể tùy chọn là tắt máy tính các thứ ở đây, ở chỗ này. Hoặc là mình thì mình thường mình sẽ để sound reminder. Còn nếu như bạn muốn hủy thì bạn nhấn vào lúc này, cancel, close,
Ok, đấy là tất cả những cái tính năng cơ bản của Filmora để giúp cho các bạn có thể edit được một cái video với phần mềm. Và bây giờ mình sẽ đề cập đến thêm những cái tính năng nâng cao ở trong Filmora 12 nhé. Thực ra thì Filmora 12 có thêm một số cái tính năng nâng cao ấy, mà nếu như mà các bạn edit video thì các bạn cũng kiểu nên tham khảo. Đầu tiên là cái tính năng mà chỉnh màu bằng cái adjustment layer. Mình có video hướng dẫn rồi nhưng mà mình sẽ nói sơ qua với các bạn. Ví dụ bây giờ mình muốn chỉnh màu nhiều clip ở trên timeline nhé, ví dụ mình sẽ xóa hết đi. Ví dụ chẳng hạn là mình sẽ kéo về ba cái video này xuống, ba bốn cái video này xuống timeline, đúng không? Bây giờ mình có mấy cái video này, nếu như bình thường ấy là mình sẽ phải chỉnh màu từng clip, sau đó mình gọi là copy hiệu ứng, tức là hiệu ứng chỉnh màu từ cái clip 1 này mình dán cho tất cả này. Tuy nhiên là bây giờ Filmora 12 thì có thêm cái phần adjustment layer, nó giống như Premiere Pro ấy. Thì bây giờ các bạn chỉ đi vào media nhé, chọn adjustment layer này, sau đấy bạn sẽ kéo cái preset này xuống. Kéo cái preset này xuống đặt ở trên đầu nhé. Sau đó bạn sẽ chỉnh màu ở trên cái adjustment layer này, chứ không cần phải chỉnh trực tiếp ở trên clip nữa nhé. Bạn kích đúp vào đây, sau bạn nhấn tiếp vào phần color. Ví dụ đây là cái clip GoPro của mình nhé. Thường thì mình sẽ tăng contrast và saturation. Thì bây giờ mình sẽ đi đến phần basic này. Trong basic này mình sẽ tăng cái phần contrast lên này. Đây contrast này tăng lên, và saturation mình cũng tăng lên. Đó là thứ nhất. Thì cái clip của mình nó đẹp hơn rồi. Bây giờ mình muốn là dùng cái adjustment layer này nó phủ hết tất cả những cái clip này ở trên timeline. Thì bây giờ mình sẽ chỉ việc kích vào cái adjustment layer mà mình kéo dài ra. Đó, rất là đơn giản. Như thế là mình chỉnh màu được cho tất cả các cái clip ở trên timeline của mình với cái adjustment layer. Ngoài ra thì các bạn có thể lưu cái adjustment layer này lại nhé, để lần sau các bạn dùng các bạn không phải chỉnh lại. Thì bạn nhấn vào nút này nhé, Save as Custom. Sau bạn đặt vào đây, Adjust 10 chẳng hạn, bạn nhấn vào OK. Thì sau khi bạn lưu rồi ấy, thì đây nó sẽ hiện vào cái phần này nhé, phần preset này nhé. Trong cái phần preset này bạn có thể chọn ở đây phần custom này. Trong phần custom này có mấy cái adjustment layer mà mình lưu. Nếu như bạn muốn dùng cái nào thì bạn có thể ấn vào đây, chỉnh màu 1 này, adjustment 1 này, add 1 này, adjust 10 này. Đấy, tất cả những cái này là adjustment layer. OK. Ngoài ra ấy, thì trong Filmora 12 ấy, nó sẽ có thêm một cái công cụ vẽ mặt nạ nữa, vẽ tự do. Thì để mà vẽ thì các bạn sẽ chọn vào clip, kích đúp vào. Sau đó các bạn đi tiếp vào video, sau bạn chọn là mask. Trong cái mask này bạn có thể chọn nút này, draw mask nhé. Sau khi chọn draw mask thì các bạn có quyền vẽ. Đó. Vẽ xung quanh người, rồi là vẽ xung quanh cái gì đấy. Cái công cụ vẽ này nó tương tự như Premiere Pro hoặc là Final Cut Pro ấy. Thì nếu mà các bạn có cái công cụ vẽ này thì các bạn có thể sáng tạo được rất nhiều thứ. Một trong những cái mà có thể tạo ra hiệu ứng đấy là kiểu nhân đôi, nhân bản người là một, hoặc là tạo ra cái chuyển cảnh ấy, chuyển cảnh mask transition ấy. OK, sơ bộ ấy thôi. Thế còn ngoài ra ấy, thì các bạn cũng có một cái công cụ nữa là để các bạn có thể xóa nền video mà không cần phông xanh nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ xóa hiệu ứng đi nhé, delete effect. Bạn muốn xóa nền mà không cần phông xanh thì sẽ có hai công cụ để bạn dùng bây giờ. Bạn chọn vào video, sau đó bạn chọn tiếp vào cái hình người này. Chọn vào đây, các bạn có thể chọn AI Portrait hoặc là Smart Cutout nhé. Nếu mà chọn AI Portrait thì nó sẽ chỉ xóa cái nền mà nó chỉ giữ lại người thôi. Ví dụ như này, đó các bạn ấn vào nó chọn này. Các bạn có thể điều chỉnh các cái mép, các cái viền này, đó, mép này. Ví dụ mình play này. Bây giờ nó hoàn toàn miễn phí nhé, nó không kể mất tiền giống như ngày xưa nữa. AI Portrait. OK, đấy là AI Portrait. Thế còn ngoài ra ấy, thì các bạn có thể chọn một cái vật thể ở trong video và bạn xóa. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái điện thoại này nhé, cái điện thoại với cái bàn này chẳng hạn, thì mình cũng kích vào cái video, sau mình đi vào tiếp vào cái hình người, sau mình chọn là Smart Cutout. Trong cái Smart Cutout này thì nó sẽ có cái bút để cho bạn chọn. Ví dụ ở đây bạn có một cái bút chọn này, bạn có thể tăng cỡ của cái bút chọn lên. Ví dụ mình sẽ chọn cái này, đúng không? Đây là cái điện thoại này, OK. Và đây chọn cái bàn này. Rồi, nếu mà bạn thích thì bạn có thể chọn cái chân bàn. Sau khi bạn chọn xong thì bạn sẽ nhấn vào nút này, click to start smart cutout. Ấn vào đây thì phần mềm nó sẽ tự xóa đi cái nền, chỉ giữ lại cái bàn thôi. Nó giống như kiểu, cũng giống như công cụ vẽ, nhưng mà cái này nó hay hơn là nó có thêm kiểu tracking nữa. Nếu như cái điện thoại này hoặc cái bàn này nó di chuyển ấy, thì phần mềm nó sẽ track theo và nó sẽ xóa cho bạn. Nhưng mà cái này nó sẽ xóa hơi lâu nhé. Tracking processing 26%, 27%. Rất là lâu, các bạn phải đợi rất là lâu. OK, đây là sau khi đợi một lúc nó đã xóa xong rồi nhé. Các bạn nhấn vào Save nhé, để quay trở lại timeline. Ví dụ bây giờ có một cái video được kiểu xóa nền này.
À, rất là đơn giản đúng không? Bạn có thể thay cái nền. À, ví dụ mình có thể thay cho cái bảng màu xuống cho các bạn nhìn cho dễ nhé. Bạn nhấn vào OK nhé. Đi vào Stock Media nhé. Sau mình sẽ chọn phim Stock nhé. À, mình sẽ kéo một cái bảng màu Solid Color này. Bạn kéo đây. Bạn thả này. Bạn sẽ nhìn thấy nó dễ hơn cái nền. Bây giờ nó là cái bảng màu đó. À, cực kỳ đơn giản, bạn có thể xóa cái này đi. Mặc dù vậy cái mấy cái map này nó không chuẩn nhé. Nếu mà bạn nó cảm thấy nó không chuẩn thì các bạn có thể sửa được. À, tức là bạn có thể kiểu đi vào đấy là dùng cái Smart Cutout đấy, kích đúp vào nhé. Chọn lại cái Smart Cutout này nhé. À, sau bạn chọn cái cục tẩy này. Ở đây nó có cái cục tẩy này. Ví dụ ở đây bạn thấy không chuẩn, bạn có thể xóa đi. Khi mà bạn xóa đây nó sẽ thêm cho bạn mấy cái keyframe ở đây. À, tức là phải xóa từng khung hình một, từng frame một. Hoặc là không thôi làm lại từ đầu. Ok. À, đó là Smart Cutout. Ngoài ra thì ở Filmora 12 này có một cái hay nữa, đấy là cái phần mà kéo dài file nhạc. Ví dụ bạn muốn là kéo dài file nhạc nhé, mình sẽ quay trở lại phần Media để mình chỉ cho các bạn luôn, cho các bạn có thể hiểu được luôn. Ví dụ một cái bài nhạc này nhé, đúng không? Một cái bài nhạc như này, ví dụ cái video của mình chẳng giả dụ nó sẽ dài chẳng hạn nhé, nó dài hơn cái bài nhạc. Thì bây giờ nếu bình thường ấy là mình sẽ phải cắt và dán cái bài nhạc này kiểu suốt chiều dài của video. Nhưng mà ở Filmora 12 bây giờ mình có cái công cụ gọi là AI Stretch nhé, Audio Stretch nhé. Bạn ấn vào đây, thì sau khi bạn ấn vào đây bạn có thể kích vào cái map này này. Kích vào cái map này, bạn kéo. Đây nhé, kích vào map này nó sẽ hơi bị ấy. Ok. Đây mình sẽ thu bé nó lại. Bạn sẽ kích vào cái map bài nhạc này. Đó, nó hiển thị lên cái biểu tượng nốt nhạc này thì các bạn có thể kéo được nhé. Bạn có thể kéo dài bao nhiêu dài. À, phần mềm nó sẽ tự phân tích và nó sẽ tự kéo dài cái bài nhạc cho bạn mà bạn không cần phải cắt, phải dán gì cả. Nhờ rất là đơn giản. Ok, đấy, bây giờ bài nhạc của mình nó rất là dài. À, nó dài từ 3 phút, nó kéo lên thành 7 phút 30 giây. Đến cuối nó vẫn kết thúc như này. Ok, đấy là tất cả những cái tính năng cơ bản và nâng cao của Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn và có thể giúp cho các bạn hiểu biết về phần mềm hơn. À, giúp cho các bạn có thể bắt đầu edit video, làm YouTube, làm cái gì thì làm với phần mềm Filmora 12. Còn nếu như là các bạn thích video, các bạn nhấn nút like nhé. À, nếu bạn nào mới đến kênh của mình, nhớ đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm rất là nhiều những cái hướng dẫn về Filmora 12. Kiểu là tạo hiệu ứng, rồi chuyển cảnh, rồi là những cái tính năng nhỏ trong phần mềm ấy. Bởi vì là trong một cái video này thì mình sẽ không thể nói hết được ấy. Mình sẽ quên nhiều thứ hoặc là mình kiểu cảm thấy nó dài quá, mình không cần thiết, mình sẽ cắt nó đi. Và bạn nào nếu mà muốn mua bản quyền phần mềm thì nhớ xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Mình sẽ đặt cái link tải phần mềm và mã giảm giá các thứ ở phần comment luôn nhé, để các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.